sinh ra làm con phải biết hiếu thảo, mẹ cha sinh thành dưỡng dục ta lớn khôn, không quản ngại gian lao bao nắng sớm chiều, nguyện ghi sâu trong lòng công ơn nuôi dưỡng. Hai mươi bốn gương hiếu thảo. Tập 8. Khóc làm măng mọc. Mạnh Quyền lệnh, ngài uống chút nước đi. Nè, uống đi. Đa tạ. Hôm nay trời rất nóng, ngài vất vả rồi. Ngài hiện giờ là tội phạm, chúng tôi cũng không còn cách gì. Ở đây cách thành 50 dặm, một lát nữa sẽ tới. Đại nhân, tại sao đại nhân lại khóc? Chẳng lẽ ngài đang hối hận sao? Thân mang trọng tội, đã làm phiền đại nhân rồi. Tôi đã chủ động nhận tội, đương nhiên sẽ không hối hận. Có điều tôi đang để tang cho mẹ tôi. Không biết khi nào mới có thể về đến trước mộ mẹ được. Tôi sợ là chỉ có thể gặp được nhau trên đường đi xuống Hoàng Tuyền. Mạnh đại nhân hiếu thảo cảm động cả trời đất. Nhưng mà Ngô Dương làm việc công chính rõ ràng, cũng có khả năng ngài sẽ được tha tội đó. Chúng ta đi thôi. Ngô Quyền quyền lệnh Mạnh Tông, coi thường quốc pháp, chưa được bổn vương phê chuẩn, tự ý về để tang mẹ. Chư vị ái khanh, chuyện này giải quyết như thế nào? Chủ công, theo pháp luật Ngô quốc, thân là quan lại, dù là quan lớn hay nhỏ, xin nghĩ chuyện riêng cần phải được Ngô vương phê chuẩn, nếu ai vi phạm đều bị xử trảm. Mạnh Tông thân là phụ mẫu một quyền, lại không tuân thủ. Chủ công, theo ý của di thần, cứ theo quốc pháp mà xử hắn thôi. Tử bố, ý khanh như thế nào? Bẩm chủ công, Mạnh Quyền lệnh làm trái dương pháp, theo quốc pháp phải trị tội. Nhưng mà
việc có nguyên do, không tổn hại đại thể, có thể xử phạt nương tay. Từ xưa đã có câu trung hiếu khó vẹn toàn. Về việc Mạnh Tông, thời đại hiện nay ít có gương hiếu thảo. Nhớ trước đây chủ công trọng dụng Mạnh Tông cũng bởi vì câu chuyện khóc làm măng mọc. Chẳng lẽ chủ công đã quên chuyện đó rồi hay sao? Chuyện này đúng là như vậy. Có điều bổn vương chỉ nghe sơ qua, không được nghe tường tận tỉ mỉ. Trước đây bổn vương còn đặc biệt mời hắn tiến kinh, quan sát hắn suốt 2 năm, sau đó mới cho làm huyện lệnh Ngô huyện. Không lẽ bổn vương đã nhìn lầm người sao? Nếu là như vậy, chủ công xin đừng nôn nóng, nghe lão thần từ từ kể lại. Từ phim Khóc làm măng mọc. Mẹ, mẹ bị sao vậy? Mẹ sao gì mẹ? Tồn Nhi, mẹ không sao. Ngoan, đi đọc sách đi, học hành quan trọng. Hà Nhi không chịu, Hà Nhi muốn đưa mẹ về phòng nghỉ ngơi. Ngoan, mẹ không sao ha. Tồn Nhi, hiện giờ con còn nhớ trước khi cha lâm chung nói gì với con không? Hà Nhi vẫn nhớ. Cha nói Mạnh gia chúng ta từ xưa đến nay đều là danh gia vọng tộc. Hiện nay gia đạo sa sút, chỉ có học hành mới giúp khôi phục gia môn. Ngoan, Tồn Nhi vẫn còn nhớ rõ. Con người không học hành, không hiểu được lý lẽ. Nếu không hiểu lý lẽ, có khác gì súc vật? Trưởng thành rồi thì không thể làm việc lớn. Nếu không thể làm việc lớn thì khó mà thành gia lập nghiệp được. Đừng nói gì đến quan tông diệu tổ. Hà Nhi chưa bao giờ sao lãng việc học. Nhưng mà trẻ củi cắt cỏ làm việc nhà đều là việc trong bổn phận. Hà Nhi không muốn mẹ quá vất vả cực nhọc. Tồn Nhi, quỳ xuống. Tồn Nhi, năm nay còn bao nhiêu tuổi rồi? Hà Nhi qua 15 tháng 7 này đã tròn 8 tuổi rồi. Tồn Nhi, hiện nay con sắp thành người lớn rồi. Mẹ đây muốn nói với con điều này. Mẹ có gì căn dặn xin mẹ cứ nói. Tồn Nhi, năm nay con đã 8 tuổi, thời điểm Nam Nhi nên cố gắng học hành. Nam Dương Lý Túc có quan hệ tốt với cha con, con đến chỗ thúc ấy học hành đi. Mẹ, vậy còn mẹ thì sao? Con ngốc quá, con không cần phải lo cho mẹ. Con đó rảnh rỗi trở về nhà thăm mẹ là được ha. Lý Túc là danh sư Đông Ngô, con cần phải siêng năng theo thúc ấy học hành. Học tốt thi thư, cũng phải học tốt đạo lý làm người. Hà Nhi ghi nhớ lời mẹ giáo huấn, không dám làm trái. Hà Nhi muốn đi tìm thêm ít măng về nấu cho mẹ ăn có được không? Được, Tồn Nhi ngoan. Nào, đứng dậy đi. Ngoan, mẹ sẽ làm món măng thật ngon, tiễn con lên đường ha. Bây giờ đang vào mùa hè, con đó hãy đi vào rừng tre đó mà tìm. Đi đường cẩn thận, đi sớm về sớm, biết không? Dạ. Mạnh Tông bái sư Lý Túc, chuyên tâm học hành. Mỗi khi rảnh rỗi liền trở về nhà thăm mẫu thân. Thời gian cứ thế thấm thoát trôi qua, chớp mắt 7-8 năm đã trôi qua. Đã mấy tháng rồi mình không được gặp mẹ. Tuyết rơi 3 ngày nay mà vẫn chưa dừng. Mẹ, mẹ đợi con. Tông Nhi đem về cho mẹ đặc sản của Nam Dương. Lần này lại có đồ ngon để hiếu kính mẹ rồi. Mẹ, con về rồi. Mẹ. Tông Nhi về rồi. Mẹ, mẹ lại bị bệnh sao? Hà Nhi học hành bận rộn, một vài tháng mới trở về nhà. Mẹ nhìn mẹ đi, mẹ ốm đi nhiều rồi đây nè. Không sao, mẹ không sao. Bệnh cũ mà thôi.
nằm nghỉ sẽ không sao. Nào, để mẹ nhìn xem. Gần đây đã học được những gì rồi? Còn mau kể cho mẹ nghe đi. Mẹ, trong suốt một tháng nay, dưới sự chỉ dạy của Lý Túc tiên sinh, trọng điểm học về linh hiến của Trương Hành, Quy Điền Phú, Nhị Kinh Phú và Trương Hà Gián Tập. Trương Hành, đó là người đã phát minh ra quả cầu phải không? Thưa mẹ, dạ phải. Ông và Lý tiên sinh là đồng hương, cũng là người Nam Dương. Ông nói quân tử không sợ chức không được cao, chỉ sợ đức không được cao, không sợ lộc không được cao, sợ học vấn không được cao. Hài nhi đã lĩnh ngộ được rất là nhiều. Thì ra đức hạnh và trí tuệ mãi mãi luôn đứng hàng đầu. Ví dụ hiếu liêm, hiếu thảo cha mẹ, làm việc liêm chính, nhấn mạnh người sống trong đời lấy hiếu làm đầu. Một khi làm quan á thì phải liêm khiết đó mẹ. Tổng nhi học vấn tiến bộ rất nhiều. Nào, dìu mẹ xuống giường, mẹ sẽ đi nấu chút gì đó cho con ăn. Mẹ, mẹ coi, con đem đặc sản Nam Dương và lương thực về cho mẹ nè. Trong đây có mì loại lớn và ít rau của Nam Dương. À, còn có tiểu mạch của Nam Dương. So với tiểu mạch Giang Hạ chúng ta, hạt to và tròn ăn ngon hơn rất nhiều. Tấm lòng hiếu thảo của con khiến mẹ cảm thấy rất vui. Chỉ đáng tiếc, nhiều năm mẹ sống dưới núi sông Phong này, có ăn gì cũng không thấy ngon. Nói thật là mẹ vẫn thích ăn món mặn nhất. Tùng Nhi, con còn nhớ không? Mỗi dịp xuân về khi măng mới nhú lên, mẹ thường hay đi lên núi, đi đào thật nhiều măng đem về nhà. Chiên, xào, hấp, chưng. Làm ra rất nhiều món măng khác nhau. Nhớ lúc đó, sức khỏe của mẹ vẫn còn tốt. Có một chút bệnh vặt cũng có thể lướt qua. Thôi bỏ đi, không nói nữa. Bây giờ mẹ sẽ vào bếp nấu món gì đó ngon cho con ăn. Mẹ, mẹ, mẹ nằm nghỉ đi. Hôm nay mẹ để cho con xuống bếp, bảo đảm là sẽ rất hợp khẩu vị của mẹ. Được, được. Mỗi ngày đều ăn cái này, hèn chi mẹ là sinh bệnh. Mình đúng là quá bất hiếu, không chăm sóc tốt cho mẹ, phải để cho mẹ sống cực khổ như vậy. Mẹ, mẹ, mẹ có sao không? Có chỗ nào không được khỏe, con đi mời Lan Trung ngay. Tùng Nhi, mẹ không sao. Mẹ chỉ thấy hơi lạnh thôi. Mẹ chỉ đang nhớ tới mùi vị của măng mà thôi. Mẹ, mẹ đừng lo. Lát nữa con sẽ đi ra chợ xem sao. Không cần đâu con trai. Giờ trời lạnh như vậy, ngoài chợ cũng không có đâu. Mẹ chỉ tiện miệng nói thôi. Mẹ nằm nghỉ một lát sẽ khỏe. Mẹ, thôi để con đi ra chợ xem sao. Nói không chừng sẽ có một người nào đó bán. Được, được. Nếu không có thì thôi. Đi mau về mau. Mẹ, mẹ cứ yên tâm nha. Cải xanh tươi ngon đây. Cải tươi ngon đây. Mua đây, mua đây. Ê, ba huynh đệ lại đi mua đồ sao? Xin nè, mời ghé qua, xin mời cải ghé đây. Qua cải tươi ngon đây. Ba huynh đệ đúng là hiểu chuyện. Xin trời mời, lạnh như vậy mời. Biết ra chợ mua đồ giúp cho gia đình. Mau trở về nhà đi. Ca ca, chúng ta tới đằng trước mua ít cá đây. Đi. Đúng đó, mẹ thích ăn cá cải nhất. Cải tươi ngon đây. Đi. Cải tươi ngon đây. Cải tươi ngon cải tươi đây. Cải tươi đây. Xin mời ghé xem. Cải tươi ngon đây. Xin mời ghé xem. Đại ca, huynh có bán măng không?
Măng hả? Lúc này đâu có măng, trời lạnh như vậy làm sao có măng được. Mùa xuân thì mới có măng chứ. Đệ biết là mùa này không có măng, nhưng mà mẹ đệ rất là thèm ăn. Đệ đúng là con hiếu thảo, nhưng đáng tiếc cả con phố này e là cũng không có măng. Hãy để tới lều ấm xem có hay không. Đa tạ. À, không có gì đâu. Cải tươi ngon đi. Huynh đài có bán măng không? Măng không có. Cải tươi ngon đi. Nè, người đó không biết có bị điên không nữa. Chắc chắn điên rồi, nhưng mà cậu ấy lại rất có hiếu, đúng là hiếm có đó. Ừ, chắc vậy. À, xin chào, huynh muốn cải gì? Huynh nhìn đi, cải tươi lắm đó. Cải rất là tươi. Một cải đi. Tiểu ca, một cải trắng không? Huynh có bán măng không? Không có. Huynh tới phía trước xem coi. Cải đây, cải đây, cải tươi ngon đây. Cải tươi ngon đây, mua cải đi, cải trắng nè. Thúc à, Thúc có bán măng không? Không có, không có. Cải đây, bắp cải trắng tươi xanh đây. Mời quán khách ghé xem. Mỗi hai cái, ta hai cái. Mỗi ba cái, ta ba cái. Mỗi bốn cái, bốn cái. Đại Thúc à. À. Không biết là chỗ của Thúc có măng không? Hey, mùa này làm gì có măng chứ. Muốn có măng thì phải có tre. Còn coi ở chỗ của tôi, làm sao mà trồng được. Thật sự ngại quá, đã làm phiền rồi. Không sao. Mẹ, hôm nay Hải Nhi dù có như thế nào cũng sẽ đem măng về cho mẹ. Mẹ, mẹ đã cực khổ nuôi con khôn lớn. Mẹ cho con học hành, dạy con nên người. Bây giờ con lại không tìm được cây măng nào cho mẹ hết. Con có lỗi với mẹ. Con có lỗi với mẹ. Sơn thần gia, mọi người đều nói là ngài rất linh, mong ngài mau mau hiển linh đi. Nếu như ngài tội nghiệp con, thì xin ngài hãy ban cho con vài búp măng, cho con đem về để báo hiếu cho mẹ con. Con cầu xin ngài mau hiển linh. Ngài mau mau hiển linh, xin ban cho con vài búp măng, cho con mang về để báo hiếu với mẹ con. Để báo hiếu với mẹ con, cầu xin ngài mau hiển linh, mau mau hiển linh, mau mau hiển linh đi, mau mau hiển linh. Thank you.
Mình không nằm mơ chứ? Tất cả là sự thật có phải không? Đa tạ Sơn thần gia, mẹ con đã có măng ăn rồi. Đa tạ Sơn thần gia, đa tạ Sơn thần gia, đa tạ Sơn thần gia, đa tạ Sơn thần gia. Đa tạ Sơn thần gia, đa tạ thần linh đã cho con được toại nguyện. Nếu như có một ngày con được trở thành quan một phương, con sẽ xem người già ở trong thiên hạ như là phụ mẫu ruột của con vậy. Mẹ, Hài Nhi đã về rồi. Tôn Nhi. Mẹ, sao mẹ lại ngồi đây? Cuối cùng con đã về, con làm mẹ lo lắng quá. Mẹ, nhìn coi, con đã đem cái gì về cho mẹ nè. Là măng sao? Ở đâu lại có măng vậy? À, trước đó con đã đi ra chợ, nhưng mà không có ai bán. Sau đó con đã đi lên núi đó. Lên núi? Con tới rừng trúc sao? Con chỉ đến đó cầu may thôi. Nhưng mà Sơn thần gia đã âm thầm kéo con tới chỗ của ngài. Lúc con về đã tặng cho con mấy búp măng này. Nếu như mẹ ăn măng của ngài ban tặng thì bệnh của mẹ chắc chắn sẽ nhanh khỏi thôi. Con ngốc quá, con còn gạt mẹ sao? Con đã chịu nhiều vất vả rồi, mẹ ở nhà cứ lo lắng, sợ con xảy ra chuyện. Mẹ, là lỗi của Hài Nhi. Hài Nhi thấy sức khỏe của mẹ không được tốt, cho nên muốn tìm món ngon cho mẹ ăn. Tùng Nhi, mẹ biết tấm lòng hiếu thảo của con. Trời đất chứng giám, con trai ngoan. Mẹ, bây giờ con đi nấu măng cho mẹ. Mẹ con mình cùng làm. Dạ. Mẹ, mẹ coi, hôm nay đều là những món mẹ thích ăn. Nghe nói măng cũng có tác dụng chữa bệnh, mẹ phải ăn nhiều một chút, như vậy mẹ của con có thể nhanh chóng được khỏe lại. Tùng Nhi, con đúng là người con hiếu thảo. Nhớ sau này không được mạo hiểm như vậy nữa ha. Tuy nói trầm thiện hiếu làm đầu, nhưng không được làm tổn hại thân thể. Trong Hiếu Kinh không phải đã nói thân thể da thịt là của cha mẹ, ý nghĩa thân thể tứ chi của con, tóc tai, da thịt đều do cha mẹ ban cho, nên phải biết trân trọng, không được làm tổn hại đến. Đó mới là bắt đầu của hiếu, con hiểu không? Lời mẹ dạy rất đúng, con lại hiểu được rất nhiều. Tông Nhi, con hiếu thảo như vậy nên biết hiếu này có đại trung tiểu, biết không? Hài Nhi vẫn chưa hiểu cho lắm, mong mẹ chỉ dạy thêm. Với cha mẹ toàn tâm phụng dưỡng, đó là tiểu hiếu. Công thành danh toại, quang tông diệu tổ, khiến cho cha mẹ hãnh diện vui vẻ, đó là trung hiếu. Chỉ dẫn cha mẹ hướng về chánh tín, rời xa phiền não đau buồn, thoát khỏi nỗi khổ tam đồ, đó là đại hiếu. Lời nói của mẫu thân giúp cho Hài Nhi như được khai sáng. Thì ra trước giờ Hài Nhi chỉ là tiểu hiếu, trung hiếu, đại hiếu mới là phương hướng tương lai. Tông Nhi nói rất đúng. Hiện nay thiên hạ đại loạn, dân chúng lầm than, sau này trình báo quốc gia, dưới an bá tánh, đi vào chánh đạo ha. Dạ mẹ. Được, mẹ con mình ăn thôi, sắp nguội hết rồi. Dạ. Ha. Mạnh Tông khóc mang mọc lên trở thành giai thoại. Ngô Dương ngưỡng mộ nhân phẩm người con hiếu thảo này, phong làm giám trì Tư Mã, sau là Ngô Quyện quyền lệnh. Mạnh Tông luôn nhớ lời mẫu thân dạy, lấy dân làm gốc, trừng trị quan tham. Mấy năm sau đó, Ngô Quyện trở thành cơ sở tiền lương quan trọng nhất của Ngô quốc.
Hài Nhi xin thỉnh an mẫu thân. Quyền Nhi bận rộn chính sự, sao hôm nay rảnh rỗi đến thỉnh an ta? Mẫu thân, lâu ngày không gặp, Nhi thần rất nhớ người. Con vẫn nhớ đến mẫu thân này sao? Mẫu thân, tại sao người lại giận như vậy? Con quá hồ đồ. Mẫu thân, tại sao người lại nói như vậy? Chuyện của Mạnh Tông ta cũng đã nghe nói rồi. Quyền Nhi à, con thật sự muốn giết hắn có phải không? Mẫu thân, vậy theo ý người phải xử thế nào đây? Trong nhà có con hiếu là phúc của nước. Đông Ngô chúng ta ai nấy cũng có thể giống như Mạnh Tông, hiếu thảo với phụ mẫu, không lo đất nước không mạnh, lòng người không vững. Một hiếu tử trung thần như vậy mà con cũng giết, không phải là quá hồ đồ rồi hay sao? Mẫu thân có điều không biết đó thôi. Tên Mạnh Tông đó chưa được bổn vương phê chuẩn, tự ý về để tang mẹ, không màng gì tới quốc pháp. Quốc pháp? Cha con Tôn Kiên năm đó dũng mãnh oai phong lập nên cơ nghiệp Giang Đông, luật lệ này phải hợp với điều kiện địa phương, dựa theo tình hình Ngô Đông mà lập nên, không phải áp dụng một cách cứng nhắc quốc pháp của triều Hán. Có thể thấy quốc pháp không thể áp dụng một cách cứng nhắc được. Vậy theo ý của mẫu thân? Theo ý của lão thân, không những không giết Mạnh Tông, còn phải sửa đổi luật lệ này. Vậy Quyền Nhi à, con vẫn cố chấp như vậy không chịu ứng biến sao? Tề Quyền Công dùng biến pháp Quảng Trọng lập nên bá nghiệp, Ngụy Văn Hầu dùng biến pháp Ngô Khởi khiến Ngụy Quốc nhanh chóng trở thành nước mạnh, Tần Hiếu Công dùng biến pháp Thương Ưởng giúp triều Tần có được bước đầu tiên trong cơ nghiệp hùng vĩ đó. Luật cần phải thay đổi cho hợp với xu thế. Lời mẫu thân nói rất đúng, nhưng mà Ngô pháp là do phụ vương lập nên, nếu như dễ dàng từ bỏ có phải là bất hiếu với phụ vương hay không? Thiệt tình con đúng là hồ đồ quá. Sao gọi là hiếu? Cứ khư khư giữ món đồ phụ thân con để lại đó gọi là hiếu sao? Như hiện nay thiên hạ chia ba, Bắc Ngụy Tây Thục luôn lăm le dòm ngó Ngô, con khư khư ôm cái cũ không chịu thay đổi, con có giữ được hay không? Tại sao lại không học hỏi theo Mạnh Tông? Học hỏi Mạnh Tông hiếu thảo như thế nào? Giữ lấy giang sơn phụ thân để lại cho con, thậm chí khiến nó ngày càng mạnh hơn, đó mới là tấm lòng hiếu thảo đó. Tuyên Ngô huyện huyện lệnh Mạnh Tông tấn kiến. Tội thần Mạnh Tông khấu kiến chủ công. Mạnh Tông, ngươi có biết tội không? Tội thần biết tội. Tội ở chỗ nào? Tội ở chưa được phê chuẩn, tự ý về quê chịu tang. Về quê chịu tang, đó là tấm lòng hiếu thảo. Thật ra chuyện như vậy, ngươi nên bẩm báo trước với bổn vương. Bổn vương đâu lý nào không phê chuẩn cho ngươi. Rõ ràng là ngươi đã không coi bổn vương ra gì hết. Chủ công bớt giận. Trời có mưa gió thất thường, người gặp họa phúc bất ngờ. Tội thần ở Ngô huyện giám sát vấn đề tiền lương, chuyện đến bất ngờ, gia mẫu qua đời. Như vậy thì sao? Tội thần khóc đến tối tăm mặt mày, mấy lần suýt chút hôn mê bất tỉnh. Khi thần tỉnh lại, dự định bẩm báo chủ công, nhớ ra
Ngô Quyền và Kiện Nghiệp cách nhau hàng trăm dặm. Nếu tội thần đợi phê chuẩn của đại vương lúc đó mới về quê, e là kéo dài thêm vài ngày nữa. Lúc đó gia mẫu đợi thêm vài ngày không được nhập thổ Di An, tội thần suốt đời sẽ không an lòng. Nhưng ngươi làm trái quốc pháp, không lẽ ngươi thấy an lòng hay sao? Tội thần đã nghĩ chưa được phép về quê để tang, tội đáng muôn chết nếu không thể an táng cho mẹ. Thần nguyện chết để tạ tội. Thần không nhẫn tâm thấy gia mẫu thi thể lạnh lẽo không thể nhập thổ. Giỏi cho ngươi Mạnh Tông, quả nhiên lòng hiếu thảo cảm động trời đất. Trước đây bổn vương triệu ngươi vào triều làm quan, nguyên nhân là do cảm động bởi câu chuyện khóc làm măng mọc. Ngày hôm nay ngươi lấy cái chết hoàn thành hiếu đạo của mình, coi ra đúng là một trang hiếu tử. Tội thần không dám. Hiếu là luân thường của người, gốc của đất nước. Một khi là con người thì phải tuân thủ. Tội thần chỉ là tuân thủ di huấn của tổ tiên làm theo mà thôi. Vậy ngươi làm trái quốc pháp. Ngô pháp là chế độ của tiên dương lập nên, ngươi không phải luôn làm theo di huấn của tổ tông hay sao? Chủ công, xin thứ cho thần. Trung hiếu khó vẹn toàn. Vậy theo ý của ngươi, bổn vương phải xử lý ngươi như thế nào? Tội thần vi phạm quốc pháp, theo lý phải chịu sự trừng phạt. Tội thần cầu xin chủ công hành hình, để nhấn mạnh không một ai được làm trái quốc pháp. Muốn chết sao? Đâu có dễ như vậy. Mạnh Tông nghe chỉ. Tội thần xin nghe chủ công xử phạt. Bổn vương phán ngươi khôi phục chức cũ, lập tức về Ngô Quyền, thay bổn vương cai quản tốt đại sự tiền lương, lấy công chuộc tội. Tạ ơn chủ công đã không giết. Thần máu chảy đầu rơi, chết cũng không từ. Chúng ái khanh nghe lệnh. Bổn vương đã suy nghĩ kỹ, gia quấn tổ tông không phải không sửa đổi được. Từ hôm nay quan lại vì chuyện riêng cần phải dâng tấu bẩm báo với bổn vương. Nhưng mà thêm một điều, từ hôm nay liên quan tới chuyện tận hiếu, quan lại sau khi báo cáo với thượng cấp có thể về quê nhà ngay, không cần phải đợi bổn vương đồng ý. Đề cao hiếu đạo là đạo trị nước, lấy dân làm gốc của giang đông ta. Chủ công thánh minh. Chủ công thánh minh. Tông Quyền không lâu thăng Mạnh Tông làm quan lục quân, sau thăng làm thư không, Ngô quốc thu hút anh hùng thiên hạ, nhanh chóng phát triển lớn mạnh. Câu chuyện Mạnh Tông khóc làm măng mọc, mạo hiểm tính mạng về quê để tang mẹ, lưu truyền đến ngày nay, trở thành giai thoại.
Phật.